Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Ai chưa xem video ngày Hima chào đời thì phải qua coi trước rồi mới quay lại đây nhé. Vì hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập phim cực thú vị đặt tên cho em bé và anh em sinh đôi Shin Kazama. Khởi động cơ miệng đi kiểu cười ngoác miệng luôn đó. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay nào. Tập phim đặt tên cho em bé. Sáng nọ ở trường mẫu giáo, trong lúc ngâm chân, Nene hỏi Shin tên của em bé là gì. Yonko. Ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Shin. Cậu kể lại cho nhóm bạn rằng khi em bé còn ở trong bụng mẹ, mẹ hay gọi em về cái tên đó. Shin thì gọi là Kashin, bố gọi là Hiromi. Hiện tại vẫn chưa chốt tên cuối cùng cho em bé. Nene bảo. Mà khoan, để tránh trùng tên với Nene thì đổi thành Nenemi cũng được nhỉ. Mấy cái đứa này không nghe chị nói gì à? Shin muốn đặt tên theo kiểu lịch sử nhân loại như công chúa Nohara Kaguya Sumi hay Nohara Hime Chiyama chẳng hạn. Scarlett Nohara, giống như Scarlett O'Hara trong phim Cuốn Theo Chiều Gió ấy. Wow, đỉnh quá ta. Vào lớp học, cô giáo nhờ các bạn cùng giúp Shin chọn tên cho em bé. Cả lớp bắt đầu nhao nhao như cái chợ. Nào Masao. Dạ, con nghĩ nên đặt tên là Midori để hợp với họ Nohara. Khoan, Shin thấy cái tên này giống tên cô giáo. Nghe vậy, cô giáo nổi cơn thịnh nộ, làm cả lớp được phen khiếp vía. Sau một hồi đóng góp ý kiến, giờ cũng đã có khá nhiều tên rồi đấy. Không biết Shin thích cái tên nào nhất nhỉ? Shin lướt qua một lượt. Tan học, Shin kể chuyện cả lớp cùng giúp sức đặt tên em bé cho mẹ nghe. Hôm nay ông bà nội cũng đến đây. Ông muốn dùng phương thức lưu truyền của nhà Nohara để chọn tên. Thế là cả nhà cùng nhau ngồi lại, chuẩn bị giấy bút, viết chữ ra giấy rồi xếp lại thành máy bay. Chiếc máy bay nào bay lâu nhất thì lấy cái tên đó. Lần lượt máy bay của bà, mẹ rơi xuống trước. Shin an gian vừa chạy theo vừa thổi vào máy bay để nó tiếp tục bay. Lát sau, hai máy bay của bố và ông đâm vào nhau, chính thức thua cuộc. Vậy là chỉ còn lại máy bay của Shin thôi. Ông nội mở tờ giấy của Shin ra để đọc tên mà Shin đã chọn. Ồ, là Himawari, hướng dương. Cũng được phết đấy nhỉ, nghe đáng yêu ghê. Này bé gái ơi, từ giờ em sẽ là Nohara Himawari nhá. Ui giời, trông cái mặt cô bé đang ngượng kìa. Tập phim khi Shin và Kazama là anh em sinh đôi. Trời mới tạnh mưa, Kazama thư thái đi dạo, ngắm cảnh vật. U là trời, cái gì ngoe nguẩy trong bụi cây thế kia? À, hiếm khi có nắng nên tớ muốn tắm nắng cho mông tí ấy mà. Đột nhiên, một chiếc xe đi ngang qua, hất vũng sình lên hai đứa. Ủa, sao Kazama không bị dính gì nhỉ? Ra là Shin đã hứng hộ rồi. Nhưng Shin nào để ý lời Kazama nói, vì cậu còn đang mải ngắm chị gái xinh đẹp bên kia đường. Về nhà Kazama, Shin vừa tắm vừa chiêu. Quần áo bẩn của Shin mẹ Kazama sẽ giặt. Còn giờ Shin mặc tạm quần áo cũ của Kazama nhé, chắc sẽ thú vị lắm đây. Tên tên, đồng chí Shin lên đồ rồi nè, trông y như anh em sinh đôi với Kazama vậy. Kazama thì nhất quyết chối đây đẩy. Đâu, chẳng giống nhau gì cả. Shin hỏi mượn Kazama giấy màu xanh và băng keo. Tưởng làm gì, hóa ra là làm tóc giả để giống Kazama nè. Ôi, dễ thương quá, hai đứa mau đứng sát nhau, mẹ chụp cho kiểu ảnh nào. Đồ Kazama mặc lên thoải mái ghê cơ, mặc đi ngủ chắc sướng lắm ấy. Không được, tớ không cho cậu mượn đâu, lúc nào đồ khô thì cậu trả lại tớ bộ đồ này đấy Shin. Lát sau Shin còn được mẹ Kazama ngoáy tai cho. Mama, kimochi. Dừng lại ngay, mẹ chỉ được ngoáy tai cho con thôi mẹ ơi. Không muốn bạn cướp mất mẹ, Kazama kéo Shin ra ngoài chơi. Ra ngoài đường, Shin thoải mái hát hò, còn Kazama thì cứ thấy ngại muốn chết vì mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa. Sao cậu cứ căng thẳng thế Kazama? Có muốn chơi buri buri với tớ không? Chúng mình là anh em sinh đôi mà. Bỗng có hai chị gái tình cờ ngang qua, khuyên không nên khoe mông giữa đường như vậy. Kazama câm nín, đứng như trời trồng vì xấu hổ. Người xấu hổ phải là cái đứa đang núp sau Kazama kia. Sau hành động lúc nãy,
Kazama nhắc Shin không được làm như vậy nữa. Ok con JBD, cơ mặt cho Shin đổi sang trò khác nhá. Ngay lập tức Kazama chạy ra, kéo Shin lại. Các chị thi nhau khen hai đứa dễ thương quá, hỏi có phải là anh em sinh đôi không? Shin nhận liền, Kazama thôi cũng đành gật đầu. Được khen mà, tội gì không nhận là anh em sinh đôi. Thế là mọi người bắt đầu xin info hai đứa nhỏ. Em là Shin, còn đây là anh em, Kazama. Anh ấy rất yếu đuối, còn em thì mạnh mẽ lắm. Bọn em 5 tuổi rưỡi ạ. Này, cậu bảo ai yếu đuối hả Shin? Các chị gái chỉnh đốn Kazama. Anh em của nhau thì phải xưng hô cho đúng chứ. Ai lại gọi là cậu tớ bao giờ? Kazama khóc ròng. Dạ, biết rồi ạ. Hai đứa cùng nhau đi siêu thị. Kazama tự hỏi, sao mọi người lại thấy cậu và Shin giống nhau nhỉ? Có gì giống đâu ta? Chắc tại bộ quần áo này đây mà. Kazama nhìn lại trong giỏ hàng. Trời ơi, toàn chocopi. Cậu lấy đâu nhiều thế hả Shin? Tiền đâu ra mà trả? Hết chocopi giờ đến xúc xích ăn thử. Cũng không tệ nhỉ. Ăn thử thêm xem nào. Trời, bó tay với cậu đó Shin. Ăn nhiều thế lỗ của người ta bây giờ. Thích thì bỏ tiền mua về mà ăn đấy. Cô bán hàng bảo Kazama không sao đâu, cứ thoải mái đi nè. Anh trai ơi, anh cũng thử miếng đi. Ôi, ngon ghê cơ. Trông hai đứa này biểu cảm giống nhau quá. Dạ, vì chúng cháu là anh em sinh đôi mà. Một cô khác ghé quẩy xúc xích rồi ăn thử. Cô ấy khen ngon, kể rằng vì nghe thấy hai đứa khen ngon nên mới qua đây ăn thử đấy. Ít phút sau, mọi người cũng túm tụm lại xem hai anh em sinh đôi siêu cute phô mai que. Cô bán hàng mừng rỡ lắm. Nào nào, có ai muốn ăn xúc xích anh em sinh đôi không? Shin lập tức bày trò quảng cáo. Kazama cũng hùa theo. Wow, dễ thương thế này thì phải mua ủng hộ thôi. Thế là chỉ trong một nốt nhạc, số xúc xích đã được bán sạch. Về nhà, Kazama vẫn cay cú, không hiểu sao mọi người lại có thể thấy cậu và Shin giống nhau được. Trời đột nhiên đổ mưa, nhanh lên, không là bị ướt mất. Mưa càng ngày càng to, Shin trách Kazama là anh trai mà chẳng biết chuẩn bị ô gì cả. Thôi, mưa thế này tới nhà Shin trước đi, nhà Shin gần hơn. Thì phải thế chứ biết sao giờ. Cẩn thận kìa anh trai ơi. Vì ướt hết cả người nên Kazama phải thay bộ quần áo của Shin. Mẹ Shin bảo đã thông báo với mẹ Kazama để cậu ở đây. Mà hai đứa này trông giống nhau quá đi, để mẹ chụp cho bức ảnh nhá. Nào, đứng sát vào nhau, cute quá trời luôn á. Thế nào, buồn cười rồi đúng không? Vui rồi thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Ten Anime nhé. Các cậu muốn chúng tớ làm nội dung gì tiếp theo, cứ mạnh dạn comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!